test nhẹ cho anh em tham khảo con Exciter 135 là 700 không khí nha. Mạnh bóng thêm bền ha. Đó, tha hồ cho anh em đi phượt, đi chở hàng nha. Bài vừa. Chào anh em, Exciter 135 5 số nha. Review cho anh em tham khảo có bình, lên có bình bài 57 như nha. Full 150 để chủ xe chạy đi chở hàng ha. Một ngày là chạy 3-4 cây ha, rất xa nha. Đó, cả đường đi vòng về luôn. Đó, mấy giờ em làm xong là nổ êm ru như Exciter 210 nha. Quá đã. Đó. Em liệt cái đồ để cho anh em tham khảo của bài 57 Vinh bên độ xe Việt Nam. Con này em làm là full máy luôn. Đó. Em chẻ máy nè, thay tay gen và đạn Nhật nha. Đó. Riêng cái dàn bộ nồi em làm có nồi Thái chống nồi cho anh em ha. Thay full là 6 xu nồi Vinh Thái nè. Cặp nhôm nồi nè, 5 bố 4 sắt và 4 con xo nồi đi full Thái nha. Đó. Lòng bê tông bạc em đi lòng bê tông bạc đi Vinh 150 của thằng Indonesia nha. Thay vô xe lại combo full là 4 sắt mới. Đi lại một cái cam Vinh Thái ha và hai còng mới xe luôn. Đó. Làm lại luôn phần phốt nước và cốc nước ha, một xin cam để thấy canh chỉnh lại xăng lửa ngọt ngào cho anh em ha. Bây giờ ga rất là nhẹ nhàng nha. Đó, test thử cái lực ga để cho anh em tham khảo máy làm bao lực dưới đây là có nha. Đó, thêm mạnh bền cho anh em ha. Đó, quá sướng nha. Đó, anh em mà muốn làm cái máy 57 touring thì ghé bên độ xe Việt Nam, bên em thì chuyên làm máy 57 touring chạy bốc nhẹ xe êm bền. Rồi, em chào anh em, test nhẹ cho anh em tham khảo con Exciter 135 là 57 không khí nha, mạnh bốc êm bền ha. Đó, tha hồ cho anh em đi phượt, đi chở hàng nha. Bài vừa bền ha, test nhẹ bài đường để cho anh em cảm nhận lực máy luôn. Máy em làm là bao lực nha, nhất đây là có nha. Đó, quá sướng ha. Combo full 7 touring ha. Đó, thêm mạnh bền. Xe em làm xong là hết giọng nồi luôn. Đó, chạy là bao nhẹ nhàng và máy êm ru nha. Kéo thử vài đường để cho anh em cảm nhận lực máy nha. Đó, máy em làm là bao lực ha. Đó, kéo lên nhẹ nhàng lên. Xăng lửa làm là ngọt ngào nha, không bị hụt ra nào nha ha. Đó, em canh lại xăng lửa ngọt ngào cho anh em luôn. Phù hợp vừa tiết kiệm xăng vừa máy mạnh nha. Đó, kéo đường về để cho anh em cảm nhận lực máy nha. Lực máy này kéo lên là có liền ha. Đó, bao nhẹ nhàng lướt gió cho anh em. Bài này là những bài mạnh bền nha. Đó, full 150 không có khí ha. À, em có bài 57, 58, 62 nha. Và em muốn làm Vinh thì làm bài 135 ha. Full 135 chạy rất là êm ok. Còn bài những bài full lớn 65, 72, 74, 78 nha. Rồi, cảm ơn anh trai Exciter